đây đây là hình của bao lấy mọi gọi là siêu mẫu luôn con nhé. Đấy, chim thuần sách tay hot này. Đấy, lông sáng dáng cao các bác nhé. Dáng dấp như người mẫu luôn. Đấy, cực kỳ cao cầu luôn em này các bác nhé. Chim chuẩn cá ngũ trường cho anh em sưu tầm nhá. Anh em nào kết có thể alo cho em. Dáng dấp em này thì các bác không chê ở đâu được rồi các bác nhá. Chim siêu đẹp luôn. Lông lá mượt mà, lông sáng các bác nhá. Đuôi lá vả này, đẹp. Em này nếu mà đấu chim là có cánh, có đuôi các bác nhé. Bảo hành cho anh em là như vậy. Em đang để trên tay các bác nhé, chim đang xách tay đấy ạ. Đấy, thuần xách tay đặt bàn thoải mái vô tư luôn. Đấy, đẹp không các bác? Quá đẹp luôn mà em chim mộng mi. Xuất sắc luôn này anh em nhìn này. Đấy, sung bắt đầu ra cánh ra đuôi nhé các bác nhé. Đấy, thì bởi vì là bảo hành cho anh em nếu mà đấu chim đực là cánh đuôi rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, hàng tố chất cho anh em chơi. Anh em nào mà kết thì alo nhá. Không hề sợ người chút nào luôn các bác nhé, chim trời rất là tốt. Đấy, chim thuần này thì anh em rất là dễ chơi dễ chăm này, và đặc biệt là rất là mau mỏ luôn các bạn. Chim thuần thì được kể là mất điện anh em chăm lại nó cũng đơn giản, hoặc suốt ngày luôn các bạn, mở vải treo ra để chơi nhá. Đấy, anh em mình biết chăm một chút thôi là cái chim này anh em có thể chơi được. Quá khó chơi vì nó rất là thuần rồi và nhiệt nóng nó rất ổn định các bác nhé. Hai họa của em này cũng rất là sắc nét các bác nhé. Đây em nhìn này, bản đuôi nó mở to chưa này. Hai họa đều tăm tắp luôn, rất đẹp các bác nhé. Đều vẽ luôn. Đấy, chim khỏe mạnh nha anh em nhìn này. Phần viết đẹp. Đấy, rất là quần nha. Con chim nó phải khỏe mạnh và căng điện được các bác ạ. Đấy, đang đặt trên tay các bác nhá. Xách tay đặt bàn thoải mái vô tư luôn anh em ạ. Thank you.
Xuất sắc cho mấy em màu mì các bác nhé. Siêu đỉnh luôn các bạn, cầm tay hot, đứng lo trên tay rất là hay. Tay quá các bạn, cầm lâu phết rồi. Quá đẹp đúng không các bác? Thank you.
Thank you.
rất là ngọt.